cầm tại buổi giao lưu. Trong buổi giao lưu tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Trần Xuất Xứ Nghệ tiết lộ sẽ tặng lại hai cây son của Hồng Duy cho hai cổ động viên nữ may mắn nhất. Chiều ngày 4 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam có buổi giao lưu trực tiếp với người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Phút giây các người hùng sân cỏ xuất hiện đã khiến hàng nghìn cổ động viên trên khán đài vỡ òa vui sướng. Tại khoảnh khắc các cầu thủ giao lưu trò chuyện với MC, các fan hâm mộ liên tục hò reo U23 Việt Nam hoặc những cái tên như Xuân Trường, Phan Văn Đức, Hồng Duy, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng. Trong không khí vui vẻ ấy, nữ MC bất ngờ hỏi tiền vệ Hồng Duy có mang theo cây son nào lên sân khấu hay không. Ngay lập tức, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã giơ cao hai thỏi son môi vừa lấy được của Di Bình Kỳ. Sau đó, Trần Xuất Xứ Nghệ hào hứng khoe với người hâm mộ và không quên quảng cáo sản phẩm giúp đồng đội ngay tại buổi giao lưu. Cầu thủ mang áo số 10 cũng tiết lộ Hồng Duy chủ đích mang theo hai cây son để tặng fan nữ. Dù vậy, khi rơi vào tay Công Phượng, một trong hai thỏi đã được tặng cho ca sĩ Mỹ Tâm, khi Duy đang cùng biểu diễn ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng. Cũng trong buổi giao lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao phần thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển. 6 doanh nghiệp cũng đã tặng đội U23 tổng cộng gần 10 tỷ đồng. Sau phần trao thưởng và vinh danh, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh khi đã dành tình cảm cho U23 Việt Nam, và ông cũng cho hay ông rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn như vậy. U23 Việt Nam nhận tiền tươi ngay tại sân Thống Nhất. Hơn 10 tỷ đồng là tổng số tiền thưởng mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được trong buổi lễ vinh danh mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, riêng Quang Hải nhận món quà là chuyến đi cùng du lịch tại Bồ Đào Nha. Ngay từ đầu buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã lên sân khấu trao tiền thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố mang tên Bác cho tập thể đội U23 Việt Nam số tiền mặt 2 tỷ đồng. Ngoài ra, các cá nhân khác cũng được khen thưởng nhân dịp này, gồm huấn luyện viên Park Hang-seo 200 triệu đồng, trợ lý Lưu Đình Tuấn 100 triệu đồng, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm 50 triệu đồng, cầu thủ Văn Hoàng 50 triệu đồng và cầu thủ Đinh Trọng 100 triệu đồng. Không chỉ nhận được sự quan tâm của thành ủy, người hâm mộ thành phố mang tên Bác, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã vinh danh thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bằng số tiền lẫn hiện vật lên tới gần 10 tỷ đồng, và tất cả sẽ được giải ngân trong thời gian tới đây. Riêng với Hoàng Hải, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng như chơi xuất sắc nhất, đặc biệt bên phía U23 Việt Nam, còn nhận thêm một món quà không thể ý nghĩa hơn là chuyến đi tới Bồ Đào Nha cùng gia đình trong năm nay. Không những thế, ở chuyến đi này, Hải con sẽ được giao lưu trực tuyến với điển Bồ Đào Nha với nhà vô địch Euro 2016. Đón nhận cơ mưa tiền thưởng, đặc biệt là lễ vinh danh dành cho đội nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo đã không giấu nổi nước mắt cảm động khi nhận tiết mục nhạc Hàn Quốc cùng lời cảm ơn, lời hứa sẽ cùng đội nhà chơi tốt hơn trong thời gian tới đây, nhằm tri ân trở lại đối với người hâm mộ Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh.